Chào mừng các bạn học sinh lớp 2 đến với môn tiếng Việt. Bài giảng do tập thể giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của thực hiện. Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề nghề nào cũng quý với bài 2 mục lục sách. Tiết 6 nói và đáp lời cảm ơn. Qua bài học hôm nay, cô hy vọng các em sẽ nói và đáp được lời cảm ơn đúng tình huống trong giao tiếp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động 1. Đóng vai, nói và đáp lời cảm ơn. Cô có 2 trường hợp rất gần gũi với chúng ta khi ở trường. Chúng ta sẽ cùng đóng vai, nói và đáp lời cảm ơn trong từng trường hợp sau. Trong trường hợp thứ nhất, các em thấy trong tranh có những ai? Lời nói và ánh mắt cử chỉ của các nhân vật ra sao? Đúng rồi, trong tranh có cô giáo và các bạn. Và hôm nay là sinh nhật của bạn Na. Tiếp theo chúng ta sẽ chú ý đến lời nói và ánh mắt cử chỉ của các nhân vật ra sao nhé các em. Cô giáo và các bạn chúc mừng sinh nhật Na với ánh mắt cử chỉ vui vẻ thân mật. Còn bạn Na được nhận quà vui vẻ và tươi cười. Ở trường hợp thứ hai, tranh có bạn nam, thầy giáo và chuyện gì nữa nào các em? À, thầy giáo đang cầm cặp và bê tập giấy rất nặng. Bạn nam lại gần thầy, tươi cười nói, để em xách đỡ thầy ạ. Khi đóng vai, các em cần lưu ý. Khi nào ta cần nói lời cảm ơn hả các em? Đúng rồi, ta cần nói lời cảm ơn khi nhận được quà hoặc sự giúp đỡ của người khác. Và khi nói lời cảm ơn, ta cần chú ý điều gì? Chính xác, ta cần chú ý giọng nói, ánh mắt, cử chỉ thể hiện sự trân trọng và biết ơn. Nào, bây giờ các em thử làm diễn viên nhí, đóng vai 2 trường hợp trên để nói và đáp lời cảm ơn nhé. Cô sẽ đưa ra một vài gợi ý nho nhỏ trong từng trường hợp để các em tham khảo nhé. Các em thấy đó, hôm nay sinh nhật của bạn Na, cô giáo và các bạn đem một chú gấu bông rất dễ thương đến chúc mừng. Cô giáo thay mặt các bạn chúc mừng Na, cô và các bạn chúc em sinh nhật vui vẻ. Bạn Na rất vui phải không các em? Bạn Na đã đưa 2 tay nhận món quà và nói, em cảm ơn cô và các bạn nhiều ạ. Còn câu chuyện xảy ra với bạn Nam như thế nào các em? Nam đang đi chơi dưới sân trường. Bạn Nam thấy thầy giáo vừa xách cặp vừa bê một chồng giấy nặng. Nam vội vàng chạy đến nói, thưa thầy, thầy để em xách đỡ thầy ạ. Nghe Nam nói thế, có lẽ thầy giáo rất vui phải không các em? Thầy sẽ đáp, ồ tốt quá,
Em giúp thầy nhé. Thầy cảm ơn. Để rèn thêm kỹ năng giao tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động 2, nói và đáp lời cảm ơn. Trước mắt chúng ta là cảnh sân trường sạch sẽ, rộng rãi, và đặc biệt là hàng cây đơm bông quá đẹp. Có hai bạn học sinh xuất hiện trong khung cảnh này. Và câu chuyện của hai bạn ấy là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cuối giờ học, Quân cùng Oanh giúp mẹ của Oanh tưới hoa. Oanh và Quân sẽ nói và đáp lời cảm ơn như thế nào? Chúng ta sẽ cùng phân vai là Oanh và Quân để thực hiện nhiệm vụ của mình nào. Các em còn nhớ hai bạn Oanh và Quân trong câu chuyện nào không? Chính xác, hai bạn xuất hiện trong câu chuyện mẹ của Oanh. Và các em cũng nhớ hoàn cảnh gia đình của anh đúng không nào? Nên chúng ta sẽ dựa vào câu chuyện nói và đáp phù hợp với trường hợp này nhé. Cô có gợi ý dành cho các em đây. Oanh sẽ nói: cảm ơn bạn đã cùng mình tưới hoa giúp mẹ. Và bạn Quân sẽ đáp: không có chi, mình rất vui khi giúp bạn. Bây giờ các em hãy phân vai, nói và đáp lời cảm ơn của anh và Quân nhé. Các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được. Cô có 3 mức độ: tốt, đạt, cần cố gắng và tiêu chí, nói và đáp được lời cảm ơn. Nếu em nói và đáp được lời cảm ơn, em sẽ chọn mức độ tốt. Nếu em nói hoặc chỉ đáp được lời cảm ơn, em chọn mức độ đạt. Còn em chưa nói hoặc chưa đáp được lời cảm ơn, em cần cố gắng nhiều hơn nhé. Chúng ta vừa hoàn thành bài học hôm nay. Nói và đáp lời cảm ơn đúng trong từng trường hợp giúp chúng ta tự tin hơn khi giao tiếp. Cô chúc các em sẽ thực hành tốt bài học hôm nay. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.